chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini world. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là Đại chiến đầu VIP chào đón năm mới. Đấy, trời ơi. Nhiệm vụ của mình ngày hôm nay là gì? Đây, mình vừa đào được một block các bạn. Quên mất, vừa đào được một block đá các bạn. Đấy, ngày hôm nay là chúng ta đi nhặt đá các bạn. Đấy, sau đó để chế được những cái món đồ VIP từ đá. Đây, đại khái là cái kiếm Tết ở đây các bạn. Có cái kiếm để chào đón năm mới ở đây. Nhưng mà mình ăn thức ăn đã. Ui, cái này đào hẳn bậc thang lên đây các bạn. Có vẻ là kinh nghiệm đầy mình nhở. Đấy, vừa lấy mình vừa vào là bạn đấy còn bảo là ngày hôm nay sẽ không làm mình thất vọng. Nên là ngày hôm nay mình sẽ có người gánh team rồi. Nên các bạn yên tâm nhá. Ngày hôm nay chắc chắn là team của Noob sẽ gọi là easy gaming chiến thắng. Đấy, nó đơn giản thế cơ mà. Rồi, cần 20 đá chúng ta nâng cấp lên cái cúp. Chắc có lẽ rằng là mình sẽ ngày hôm nay mình sẽ không nâng cấp cúp VIP đâu, mà mình sẽ cứ nâng cấp mấy cái vũ khí VIP trước đã. Nếu còn nâng cấp dễ những cái cúp thì mình sẽ nâng cấp sau. Đấy, cứ nâng cấp lên cái cúp nào nó gọi là dùng tạm được là được rồi, không cần gì là VIP rồi. Ok, 35 phải không? Cúp này chưa có kỹ năng. Chết rồi, mình có lên đây để trông cậy bạn này không? Lên đây để xin ké bạn này không? Bạn gì ơi, bạn gì? Ui, bạn này có cúp sắt rồi này. Ê, cho. À, ừ, ngon. Ừ, đấy, trời ơi, anh em có phúc cùng hưởng, có nạn tự chịu. Bạn này có cúp sắt rồi. Trời ơi, đấy, xịn sòn bỏ. Ê, đào. Nào, đào đi. Hay quá bạn ơi. Rồi, hay quá bạn ơi. Trời ơi, hơi tối các bạn ơi, chỗ này hơi tối. Chắc có lẽ rằng là mình sau khi mình kiếm đủ 35 cái thì thôi mình té thôi. Chỗ này tối quá. Bạn này là sống ẩn nấp quen rồi. Nhưng mà đừng có sống ở mấy cái khu tối tối này. Chết rồi, dịch bệnh corona, coronic nó dính hết mọi người bây giờ. À, yeah. Rồi, cảm ơn bạn nha, thôi mình về đây. Tối quá. Trời ơi, ông chui lên đấy, ông kêu tối quá. Tôi không chịu chết. Rồi các bạn thấy không, một thanh niên team mình rất là vui tính. Xong lại bảo GG sáng rồi. Thật là đau đầu với thanh niên này quá đi à. Rồi, ok, không sao. Đấy, bạn này nâng cấp được lên cái gì rồi không biết. À, hay quá, cúp vàng à. Úi giời ơi. Đây, mình sẽ nâng cấp lên cái cúp vàng. Ơ, chưa nâng cấp được lên cúp vàng à. À đây, cúp sắt lên cúp vàng. Cần New Year Coin các bạn. À ok, nâng cấp lên New Year Coin. Thảo nào, tôi chờ mãi nâng cấp không có được. Hóa ra là phải cần đến cái coin năm mới các bạn ạ. Khổ thế đấy. Rồi ok, cúp kim cương. Ui, tính ra. Ui, tính ra là đồ kim cương ở đây chế dễ giật thật sự luôn đấy các bạn ạ. Đấy, chúng ta có thể là đổi từ đá ra. Ôi, nó lại easy mặc luôn mà. Tầm này mặc luôn và nó đẹp trai các bạn. Úi giời ơi. Đấy, chế thêm mấy cái cúp xịn sò ăn bò hơn một xíu nữa thì chúng ta sẽ nâng cấp vũ khí nhá. Rồi đi chiến luôn các bạn. Đấy, chiến luôn như tầm này chờ đợi cái gì. Tính ra nâng cấp cúp thì cũng cuối cùng là đào nó cũng nó cũng hết nguyên liệu để đào. Có đào được hết đâu, có sử dụng được ui có sử dụng được hết cái chức năng của cái cúp đâu. Thế đây là chúng ta cứ sử dụng kiếm này. Kiếm là cái thứ gọi là không thể nào mà thiếu khỏi ui thiếu khỏi cái túi đồ của Noob được. Đấy, mình sẽ lấy nào. Được chưa New Year Coin. New Year Coin, ui đắt thế nhở. Cúp ngọc lục bảo đào cũng được các bạn ạ. Nó đào một đường thẳng tắp luôn. Thẳng tắp luôn đấy. Ui rồi, không sao. Mình sẽ đào thêm mấy cái nữa xong rồi mình sẽ đi ra đây chế lên cái cúp xịn hơn. Ok, ui 10 cái coin này mà chúng 10 cái đá chúng ta mới đổi được một cái coin cúp ruby này. Ruby không biết là. Ui dồi ôi, cho mình làm gì. Khổ nỗi cái đồ kim cương ở đây. Ui, xịn thế nhở. Wow, team bên này bạn nào đã đào xong bên này rồi này. Chết giả rồi, team bên này mạnh lắm rồi. Từ từ, rút lui, thôi chúng ta sẽ bị gọi là úp sọt. Rồi, lần này nâng cấp kiếm rồi các bạn ơi. Nâng cấp kiếm hay nâng cấp súng thì đi. New Year Coin từ ai? Tôi phải nâng cấp kia súng đó các bạn ơi. Bởi vì sao? Nếu bây giờ mình nâng cấp kiếm ấy thì rất là có thiệt cho bản thân. Đấy, quên mất là đi có lợi. Có thiệt cho bản thân bởi vì là cái set đồ kim cương đó, các bạn đã biết rằng nó phòng thủ vật lý nó như thế nào rồi. Đấy. À, dao. Ôi trời, ai trời. Đấy, chết dở rồi. Team bên kia xông pha chiến trường rồi anh em ơi. Nhanh. Súng em, M các bạn. À đâu, súng MP chứ các bạn. Láo chật, dám ra đây xâm chiếm địa bàn của Noob. Đâu rồi. Trời ơi, súng gì bắn hoài. À đây rồi. Láo chật. Ái ôi. Ui, cứ tưởng team ai team bên kia sang cơ. Thế mình sẽ phải nâng cấp cái này rồi.
À, tiếp theo là ba khẩu súng này mới lên được khẩu minigun. Úi giời, lão lão, ui khỏe thế nhở, chết giờ rồi. Súng này chắc là súng do súng này cùi. Trời ơi, rồi rồi. À có ngon ra đây, có ngon ra đây. Quân thử trả thù 10 năm chưa muộn. Ui súng này 300 viên luôn. Rồi mình sẽ cố gắng là tích tiền để mình có thể là. Rồi ngon ra đây, ngon ra đây. Nam tử hán đại triệu phu thì sợ quá ấy chứ. Rồi về mình sẽ tích tiền để mình có thể là nâng cấp lên cái súng xịn hơn nhá. Súng này bắn yếu quá, nam yếu thật các bạn ơi. Cái kiếm vàng chém mình mấy cái đã sắp chết rồi kìa. Ôi chết, nhăn răng ra luôn. Rồi ok, ta cứ nâng cấp lên. Ba còn thiếu hai khẩu súng nữa. Bắt buộc là phải tìm hai khẩu súng MP này nữa thì mình mới có thể là nâng cấp. Thanh niên này, thanh niên hoi này. Định ra đấy úp sọt mình đi bạn. Ấy trời ơi, kêu bớ người ta. Vừa nói xong bớ người ta bắt chết queo luôn. Chết queo luôn bạn, cày dã man. Cứ từ từ, quân tử trả thù 10 năm chứ. Thanh niên này. Ui thanh niên kia ăn cái gì mà khỏe thế nhở. Tính ra thanh niên này còn yếu nhá, bắn mấy cái đã chết rồi. Mà thanh niên kia, trời ơi, dã man đấy. Thanh niên kia khủng khiếp đấy. Rồi minigun lên khẩu cái gì đấy, Hunter Crossbow đúng không ạ? Ui cận bạn. Lên cái cung whip chúng ta cần nhiều đồ, à nhiều ấy lắm. Rồi ok, cứ từ từ thôi. Thế bây giờ mình sẽ nào ra test thử cái khẩu súng này nào. Đấy, ngày hôm nay là mình vừa chiến. Úi giời, mình vừa chiến đấu, mình vừa Láo lắm. Ui giời ơi, yếu dã man các bạn ơi. Yếu dã man luôn. Ôi, chạy. Ui, thiên nhiên này có quả kiếm ghê vậy. Chết tôi rồi. Wow, chết giờ rồi, sai lầm tuổi trẻ mình là không nâng cấp kiếm các bạn. Tuổi trẻ là có một cái sai lầm lớn là không nâng cấp kiếm rồi. Ok, được ạ. Tôi phải nâng cấp kiếm đó các bạn. Tầm này là phòng thủ à. Tầm này phòng thủ à, không thể chiến đấu được nữa rồi. Tìm bên kia dí ghê quá rồi. Tìm kia đang đi săn lùng mình rồi. Chết giờ rồi, sai lầm tuổi trẻ. Kiếm sắt này, kiếm vàng này, kiếm kim cương này. Ui, tính ra kiếm nâng cấp dễ dã man đấy. Hui, chu choa. Chết tôi rồi. Có vẻ ui, kiếm nâng cấp dễ các bạn, mà mạnh được. Đáng đồng tiền bát gạo. Rồi ok, bây giờ lên kiếm ngọc lục bảo chúng ta cần 20 new gear coin. Ở nhà mình sẽ phải ở ẩn các bạn. Mình sẽ phải ở ẩn, đi ở ẩn để chúng ta có thể là nâng cấp lên vũ khí đã. Đâu rồi. Sợ quá cơ, sợ thật. Rồi thôi chúng ta trốn ở đây nhá. Ui kìa. Ấy giời. Ấy. Ui. Bạn này có skin sao ấy, khỏe dã man luôn. Ui. Các bạn thấy không? Súng cũng không thể nào mà ăn thua được. À man thật, súng cũng không ăn thua. Kiếm chém cả đống cũng không xi nhê. Ui. Dã man là thôi này chơi cái gì? Chơi bài cái gì cơ không? Trời ơi, mạnh thật. Hai bạn ấy kiếm được đâu ra món đồ xịn sò nhỉ? Ui ôi. Hết giờ rồi. Vừa khỏe vừa trâu cái này thì chơi bài cái gì? Để nha. Team của mình thì đang yếu thế rồi. Một bạn kia rõ ràng mà không làm anh thất vọng, mà giờ này là anh núp đang bị ăn hành à. Trốn quá. Trốn quân tử là phải anh hùng núp. Chạy. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chạy. Trốn đây. Sợ quá các bạn ơi. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Từ từ. Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy sức mạnh của đúc. Rồi. Về lên kiếm kiếm gì nhỉ? Kiếm ruby cần 30. Sắp. Chạy thôi. Tầm này phải đi cao chạy xa bay đấy các bạn ơi. Ở nhà nguy hiểm lắm. Ê, chết thôi, có người nhìn thấy. Đấy. Lên này, thế giới đấy. Ui. Ai chạy. Rồi khỏi chạy luôn. Rồi. Xem nào. Kiếm ruby rồi nhá. Rồi xem nào. Ruby rồi mà không ăn thua nữa thì tôi mình chịu rồi. Mình còn mặc áo giáp kim cương các bạn. Ui. Cũng không xi nhê gì luôn à. Bạn này mạnh thật. Thật sự là bạn này rất là mạnh. Một kỹ năng nhá. Rồi. Một kỹ năng sau đó chém chay này. Ui. Dã man. Không thể hiểu được. Chết giờ rồi.
gặp phải cao thủ ăn đu đủ không cần thìa rồi. Cũng kiếm ruby như tui. Hết giờ rồi các bạn ơi. Cao thủ ăn đu đủ không cần thìa rồi. Rồi ok, chúng ta phải đi gọi là đi đào đã. Ui dồi ôi, nó mạnh thế thì chơi bài cây gì. Hết giờ rồi. Ngày hôm nay là gặp phải cao thủ ăn đu đủ không cần thìa rồi. Mình sẽ phải cố gắng là chế đồ VIP nhanh các bạn. Chế phải đợi chế đồ VIP nhanh. Chế đồ VIP nhanh. Ui mạnh thật. Dã man luôn. Ui lại còn cái ông này. Ông này. Ấy nhưng bạn này còn yếu này. Bạn này rất là yếu ấy. Không phải là còn yếu đâu bạn. Trời ơi. Vô lý canh canh. Mình xem có gì sai sai không. Kim cương áo giáp. Mình áo giáp xịn mà áo giáp lởm đâu. Rồi chúng ta cứ nâng cấp cái này đi đã. Làm gì thì làm. Trời ơi mệt quá. Rồi kiếm đá này. Kiếm sắt đâu. À cày thế nhở. Thanh niên kiếm sắt này. Kiếm giang này. Kiếm kim cương này. Rồi bây giờ chúng ta lên kiếm thiên nhiên phải không. Kiếm thiên nhiên này. Ui dồi, còn cái gì nữa không? Kiếm kiếm Tết là cái kiếm VIP nhất rồi. Ờ ha. Rồi bây giờ là cần kiếm. Ok. Cái gì? Ấy. Ui khỏe thật. Thật sự rất là khỏe. Thật sự rất là khỏe. Thật sự mắc là khỏe. Mắc khỏe luôn. Thật sự mắc khỏe luôn ạ. Ui mạnh dã man luôn ạ. Ui không xi nhê luôn. Thôi. Trận này coi như bỏ rồi. Các bạn này. Ui dồi ôi, rúi cả băng đạn mới chết luôn. Hỏi chấm luôn ạ. Đâu mình thử cái áo giáp nào. Team mình bây giờ còn mỗi. À thanh niên dã man thật. Thanh niên ăn cái gì mà khỏe như con heo vậy. À mình đi trốn đã. Ấy à. Không trốn được rồi. Thanh niên dí mình rồi. Thanh niên này. Trời ơi mạnh thật sự luôn ý. Đây mình sẽ đi lên đây đi. À, team mình bị thiệt mạng rồi. Chạy bỏ mạng. Úi dồi ôi trên này mát thế. Không ai biết mình ở đây. Không ai biết tôi ở đây. Yeah. Rồi, mình cứ đứng trên này mình chế đồ đã. Cứ từ từ quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cứ bình tĩnh. Có gì phải vội. Thanh niên nhìn thấy mình không? Thanh niên nó biết nhìn thấy mình không? Nhưng mà có vẻ là hơi khó. Sinh tồn đấy khó lắm. Sinh tồn đấy khó lắm các bạn ạ. Khó lắm luôn đấy. Thế nào? Rõ ràng là đồ kim cương của mình xịn thế này mà mặc lại thế nào? Xem nó có bị lởm không? Trời ơi đồ của tôi xịn dã man thế này. Xem nào còn đồ gì không? Không còn đồ gì như thế mới lạ chứ. Rồi bây giờ chúng ta thử chế cái kiếm Tết kiếm ruby này. Một kiếm kim cương khó lắm. Này chế khó rồi. Rồi giờ mình tập trung chế được cái súng thì chế thôi. Kiếm thì là không ăn thua rồi. Thằng này chế kiếm là không có xi nhê gì. Quánh nó không có xi nhê gì vào người bạn kia rồi. Bây giờ cái súng này không biết là chế được cái cung kia nó có. Ôi ôi nó có ăn thua lại phần nào không. Rồi chúng ta cần 3 khẩu mini, 2 khẩu minigun nữa. Ác dã man. Rồi ôi team tôi bị ăn hành no rồi các bạn ơi. Đây mình sang đây đảo thêm cái nữa nhá. Đảo thêm cái nữa. Bạn kia vừa vào trận em sẽ không làm anh thất vọng và cái kết các bạn. Sao bên này. Ôi ôi chết rồi. Team kia thấy mình không. Lấy nhanh đi. Úi dồi. Ái già. Không chết kìa. Dã man thật. Ái già. Không chết kìa. Khó hiểu thật. Mạnh dã man luôn. Rồi đây tôi mình sẽ lấy cái này đã. 2 khẩu, 3 khẩu minigun nữa. Nhiều lắm các bạn ơi. Giờ này mình phải chế rất là nhiều. Tóm lại bây giờ chỉ có chế cái súng thôi. Ok, đào cái này nè. Không biết là mình có thể cố gắng chế được hay không hay là hết thời gian. Bởi vì là team bên kia bây giờ mạnh quá rồi. Đó, nếu như bạn này là như này là bình thường này. Nhưng còn như bạn kia cảm giác các bạn thấy không. Trời ơi.
kiểu như là một thế lực gọi là rất là ghê gớm ấy. Đấy, đánh không xi nhê gì luôn. Trời ơi, đánh có không có xi nhê gì luôn. Ui, này, chém 4-5 cái mới chết. Trời, xong, toàn cao thủ ăn đu đủ không cần thìa. Đây nha, nhận nào. 1, 2, 3, 4. Chém chưa được 4 cái mới được 3 cái. Ê, thật. Này ăn cái gì mà khỏe thế nhở. Mình nha, mình kế tiếp đã. Cứ bình tĩnh, chúng ta không có gì phải vội vàng. Giờ hết cả đá rồi này. Bữa năm mới năm miếc rồi đã ăn hành. Ôi xoài. Tim tôi. Cái tim của tôi. Tôi lần quay ra chết liền. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp giữa súng và kiếm nhá. Súng và kiếm nha. Kết hợp nha. Kết hợp nha. Giờ này trở thành gọi là combat, combat không chết kìa. Trời ơi. Chết tôi rồi. Đâu rồi? Trời ơi. Sấy cả băng, sấy cả băng. Không chết. Thiên nhiên kìa. Ôi, chết rồi. Thiên nhiên lao vào kìa. Lao vào kìa. Láo này mạnh ra mà luôn ấy. Tiêu diệt, tấn công. Rồi hay quá, các bạn là mỗi mình team mình có mỗi mình tấn công hay đâm ra. Team bên kia cứ hai vết một khổ quá. Mình sẽ tấn công lên nhá. Rồi. Dình dọc con cá mập rồi. Chết ngay, trời ơi. Chết. Sao trời ơi, chưa kết thúc được. Cái gì nó chưa kết thúc được. Chạy. Ăn máu hồi máu liên tục mà không có được luôn. Chắc có lẽ rằng ngày hôm nay mình không nâng cấp được cái súng mắc vip hay là cái kiếm mắc vip của bạn, bởi vì nó rất là mạnh. Ui. À, thanh niên này dùng hai kiếm này. Thanh niên này dùng cả kiếm ruby lẫn cả kiếm thiên nhiên. Trời ơi, lục bảo này. Nha, mình thử đánh nha. Vẫn mạnh dã man luôn. Vẫn mạnh dã man con Nga luôn. Thả băng đạn. Chết liền, trời ơi. Team mình không thể nào mà vượt qua được một nửa bạn. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và ngày hôm nay thì team mình đã chính thức bị ăn hành các bạn. Đấy, team mình bạn kia đã không làm mình thất vọng. Ui, mình đi đâu này. Không làm mình thất vọng các bạn. Ok, thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhấn đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn bên dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye.